nè anh em ơi, giờ ở ngoài đồng trời lạnh quá, sẵn đốt ấy nè, đốt lửa mình sưởi ấm nè anh em. Cái bây giờ mình ai mà bữa nay mình đánh đá banh nữa làm gì giờ, thì em vừa có đá banh về nè, không có chạy của ông anh đằng đây nè, ông chạy ông giữ đầu đó bơm nước lúa rồi kia đó. Giờ sẵn lửa để em làm cô bơm nước rồi là mình làm bài dài lon bia ha. Ờ, lon bia rồi ăn mừng bữa nay Việt Nam giành được huy chương vàng đó. Ui dạ. Thơm hết anh em ơi, trời ấm ra đồng mà tiếc là có một mình à, buồn ghê. Ai phải có anh em ha. Rồi bây giờ hai ba người ha, ra rồi làm bài dài lon thâm tình. Ui dạ, nóng quá. Ăn gì nó ngon anh em ơi, chứ nhậu quán xá chứ không bằng ở trời đoạn đâu. Đó. Mình phải biết luôn. Bây giờ nướng này, nướng này được nói là có chuẩn bị củi đủ mấy gốc cây này, giác gốc cây mạnh chặt cái cây mạnh kia luôn. Cây mạnh kia luôn. Hết là đun vô luôn đó. Ui da. Nóng quá anh em ơi, nóng quá. Cây chưa, cây chưa, dặn ươm chưa. Đó. Mình nướng cái này xong cái đoạn lên có mấy khô dạng ướm thơm ghê luôn trời. Đi làm có chim không biết chứ, chỉ có nhậu rồi đó. Lâu lâu mà, lâu lâu trời lạnh mà làm một bữa đâu có sao đâu. Chứ phải làm hoài đâu sợ. Liên đi mà đập lại. Giờ bữa nay Việt Nam vô địch thì biết làm gì, giờ thì vô đồng thì có một mình một à, không có đem hai lon bia nè, họ uống một mình luôn à. Như đốt đống lửa để sưởi ấm á, à, có gì đâu mà vô ngoài đồng học bằng mình có gì ăn đó rồi uống leo nè, ăn rồi cảm giác thiên nhiên thoải mái. Mời em nha. Có gì đâu nha, có miếng khô nè. Khô nướng nè. Giờ làm thì tắt cho được thì được để lên. Ừ.
anh em nào cái con mình ngồi rảnh giờ ngồi nướng cua rồi ăn bỏ vườn nước để cho nó hấp hấp trời sáng là nó sương gió lạnh chết nhỏ anh em ơi. Trời nó ngon phải biết luôn. Ngon quá. Anh em cũng đạm bạc chứ đúng đâu có gì đâu ăn. Thì dòng gai đồng mà có cái gì thì ăn cái đó thôi. Còn mình dòng cái cảnh mình đi gai đồng mà có gì mình ăn thôi. Ngon quá. Dưa leo non không à. Anh em coi nè. Nó giòn mà nó ngon ghê luôn á. Nè. Mở anh em miếng khô nha. Đưa lên miệng một cái nè. Ngon quá anh em ơi. Khô ướp vừa ăn ghê luôn á. Mà chấm miếng muối cái nó hơi mặn để mới không vậy nè. Vừa ăn. Em ở miền Tây mà. Có gì đó anh. Nè anh em. Anh em có chấm muối nè. Coi chưa. Ăn chưa đặng đó. Rồi mời tôi hỏi anh em nha. Đóng củi sưởi ấm đó anh em. Bây giờ mình đốt lai gai đó gì đó. Để anh xuống đây nhỉ. Coi luôn nha cho anh em coi sẵn. Coi luôn. Dây đồng mà cái chỗ cái vùng của em đâu có chim cò như rộ nha anh em, mà được cái nó đều đó chứ nó không, nó không có nhiều nhưng mà được cái đều vậy đó. Nguyên cái khu luôn, ai chưa có ai thì bãi chích gác một đêm mà được chục con. Vòng cái khu chỗ em là nghe chưa thấy mà xích bên kia dừng 20 cây thì có phai tiếng bên kia đưa về cũng hỏi cũng vậy à, cũng hỏi kệ. Trời chỗ sao thì ăn vậy thôi, được cái đều cũng được. Nó là ra nè, mình bỏ cây tư vô cho nấy. Nó cháy lâu chút. Mấy cái kia tắt cái đầu nó cháy. Đó, rồi mình cháy lên ha. Nè, cây có em chặt lá em giữ phòng trước nè. Nó trả lại chỗ chuyện của mình nè. Đó. Chim cò thì không biết có không chứ ăn xuống cái miệng trước đã. Thấy anh em. Được. Mấy nay em cũng đâu ra đồng đâu. Bữa nay mới ra. Nhà thế này bận chút chuyện cho nên không có đi được. Mà anh em nha, nè, khô nè. Khô này khô cá rô phi. Ngon lắm anh em ơi. Dưới này mấy cái đầu cá lóc rồi chứ đâu được ăn nguyên con đâu nè. Này bữa trộn gỏi nè, chắc cái đầu để lại. Thôi chắc em muốn lâu này chắc em nghỉ anh em ơi, không muốn nữa đâu. Vì lạnh này để tôi lạnh lấy ra. Thôi chắc uống hết lâu này nghỉ chứ không muốn nữa đâu. Mệt quá à. Rồi, thôi em bấm tạm dừng ha. Thì anh em mình chọc ghẹo anh em chơi xíu đi thôi rồi bấm tạm dừng đi rồi để coi có chim cò em gửi anh em mình cùng coi ha. Rồi ok, hello anh em. Thì sau cái lúc ăn nhậu đó thì giờ tới cái lúc đi thăm anh em ơi. Nãy có con chim còi nó đứng đâu nó xảy bãi tiêu vào tại lưới này lưới 8 phân á nè. Dính con cò hả con gì cơ, ăn cơ. Lỡ gỡ. Em cũng không có đi gỡ nữa.
em văng thì em gỡ con sáp đó thì ngồi đốt lửa, ngồi xàm 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 đó, đốt lửa ngồi nướng mấy con khô đó, ngồi xàm 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 đó, cái đi gì ta, sao mà nhúng 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 cái lưới ta, buồn cười nha. Em văng rồi xong rồi trời lạnh quá em để đại dính 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 gì dính dính gì lên nó dính đừng chú nè. Con nó kêu ồn ào tấp nập quá. Em tính lấy tay lưới kia ra văng cò chơi mãi quá. Gì trời. À, đây nữa nè. Đây nè. Đây đây nữa nè. Đây. Lưới tám vằn nó dính ha, tại lưới này đánh sợi nhỏ nè anh, sợi nhỏ nó bén chim hơn. Em văng xong rồi em đi lại em ngủ quá bà dính gì sợi nhiều mà sợi sáng sáng đi ra sợi với ba nhóc túc mấy cò mấy gì nè đợi kiếm thêm nhắc nhớ dính đọt thì hết bà nữa rồi. Nè nè dính con gì đây nó không biết vậy nè. Sáng mở rồi cứ mở đại nó dính gì nó dính chứ sao vậy. Con gì nè, con cà cuốn nè nè. Gì đây? Chiếc ghé nè. Chiếc ghé mới lớn nè. Dính một con chích ghé mới lớn chưa trải sự đời đây đó rồi à nè hết 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 biết anh. À, xong dính thêm con gì nữa ôi à, dạ ồ đi đi đường nó trơn trọt quá anh em ơi à, dạ. Đi đường nó trơn trọt ao 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 ao
con cò nữa nè. Đây, một con cò nữa. Đây. Chết đồ heo rồi, chết đồ heo rồi. Sáng thu hoạch không có con khỉ gì hết trơn rồi heo ơi. Chết rồi. Sáng thu hoạch không có con khỉ gì à. Đây cái nào. Đó. Đau rồi. Ấy da trời ơi, chết chết. Chỗ nào trời. Tối dắt mày, em dắt nguyên gốc cây bành kia luôn đốt lửa. Được rồi. Lá kỳ nha. Coi dính đâu lạ kia trời. Ra nữa chứ. Rồi, xong rồi. Thì anh em là chiều nay là em lấy lưới vô, em quay bên kia luôn đó, em quay kính bên kia luôn, dán hết đường bên kia luôn là cho nó đã. Cho nó đã cái tay. Còn giờ ở đây thì giờ cũng được ít anh em ơi, thì được mấy con à. Chứ có nhiều nhỏ rồi đâu. Ở đây có chim cò gì đâu. À thì được đâu mới cò mới nhát đây nè. Con chích này được một. Được con cò nè. Xin nó chéo cánh không ông ta trời chơi vô. Thì được ba con cò.
ba con cò. Dưới đây con cò là 4 con, đây con nữa là 5 con, 5 con cò, 5 con cò, con chích với nhát lại coi. 1 con nhát, 2 con nhát, 3 con nhát, 4 con nhát, 5 con nhát, 6 con nhát, 7 con nhát, 8 con nhát, 5 con cò, 8 nhát, 7-8 nhát gì đó, với con chích nè đó. Thì có nhiêu đó nè, là biến bắt ra quá nè. Mấy con đó tắt, tắt ngày thì mở lưới để đại đó vậy. Dính gì là nó dính. Đó, dưới đó nè, được mấy con đó à. Mấy con em thấy nè đó. Thế thôi chứ đâu có nhiều đâu. Còn lưới nè. Đó, lưới nè, coi thấy không. Thì nó có vậy thôi đó. Giờ ở đây lên lưới tình tình tên đấy nè. Giờ bây giờ em lên lưới xong dẹp mấy cái lo xong rồi em về là xong đó rồi. Còn chiều nay lấy miếng xiên xiên thì vô sớm lấy lưới quay kính này lại chẳng kiếm cò rồi bay. Rồi vậy thôi, tạm biệt anh em nha.